Tập 13. Ba, khách khứa đã về hết rồi. Ba lên lầu nghỉ ngơi đi. Con gái là chiếc áo bông nhỏ của ba. Rồi, có chuyện gì ba sẵn sàng lắng nghe đây. Trước giờ ba đều không cho con hỏi mấy chuyện của ba. Con cũng đã làm theo ý của ba. Nhưng mà hôm nay con muốn biết. Ê, nếu là chuyện làm ăn của ba thì con không cần hỏi. Ba không muốn con can thiệp vào chuyện đó. Con biết, con không phải hỏi chuyện này. Thật ra mấy chuyện làm ăn của ba con cũng biết phần nào đó, nhưng con sẽ không can dự vào. Ba cứ yên tâm. Ba với Phương Diễm Dân rốt cuộc có quan hệ thế nào? Ba trả lời con đi. Trinh Trinh à, con phải nhớ, trong lòng ba chỉ có hai người phụ nữ. Một người chính là con, người còn lại chính là mẹ con. Nhưng mà dạo này cô ấy cứ xuất hiện bên cạnh của ba. Ba không cảm thấy không ổn sao? Ba nói rồi, đây là chuyện giữa người lớn với nhau. Con là con nít, đừng có hỏi nhiều. Ba, con không phản đối ba lấy vợ kế. Mẹ cũng đã qua đời lâu lắm rồi, giờ con cũng đã lớn. Nếu ba muốn tìm một người nào đó bầu bạn thì con không phản đối. Nhưng mà nếu cô ta thì con không chấp nhận đâu. Con yên tâm, không có chuyện đó. Trong nhà này chỉ có một chủ nhân mà thôi, đó chính là con. Nếu thích một người nào đó có phải là khó lắm không? Sao tự nhiên con hỏi vậy? Không có gì, con chỉ hỏi vậy thôi. Chỉ hỏi vậy thôi. Con quên ba là ba của con rồi sao? Ba lại không hiểu được trong lòng con nghĩ gì hả? Kể ra chuyện đó nói khó cũng không phải là khó. Có phải dạo này có người nào đó thờ ơ với con? Vậy thì phải coi dùng cách nào rồi. Là ai ba cũng biết luôn sao? Hứa Văn Cường. Con lớn rồi, nói cho ba biết con thích cậu ấy có phải không? Nói theo cách của tụi con là con yêu cậu ấy. Con cũng không biết vậy có phải là yêu không. Con cứ cảm thấy có duyên với anh ấy lắm. Anh ấy đã cứu con mấy lần, chút nữa còn vì con, vì con mà mất mạng luôn. Còn nữa, rõ ràng anh ấy biết con là con gái của ba, nhưng lại không bao giờ đưa ra yêu cầu gì với con. Ngược lại còn vì nguyên nhân này mà không để ý đến con. Con cảm thấy anh ấy rất khác người khác. Con có biết quyết định này của con có ý nghĩa thế nào với ba không? Với ba? Với ba, với Phùng gia chúng ta. Liên quan tới
gia nghiệp của Phùng gia chúng ta, liên quan tới mạng sống của bà, liên quan tới việc ai là người thừa kế của Phùng gia. Đâu có phức tạp dữ vậy. Tình cảm chỉ là tình cảm, còn chuyện người thừa kế hay gia nghiệp gì đó hoàn toàn khác nhau. Cơ nghiệp mà mấy chục năm bà vất vả trong sóng gió để có được, giao cho ai? Ai vậy? Con nói người nào thì là người đó. Vậy ba cảm thấy, cảm thấy Hứa Văn Cường thế nào? Ba không biết con nói như thế nào thì ba sẽ nói giống như con vậy đó. Nè, lên đi. Cô hai, canh gà chuẩn bị xong rồi. À, ra ngoài trước đi ba. À, hồi trưa con kêu thím Trần hầm một tô canh gà rồi, ba có muốn ăn không? À trời, ba vừa mới dự tiệc rượu xong, làm sao mà ăn nổi nữa đây. Ai kêu ba cứ xả dao nhiều quá. Nếu đem đổ thì rất lãng phí. Hay là con đem cho Hứa Văn Cường ăn nha, tốt hơn đem đổ mà. Phải à. Lúc con hầm canh con đâu có định đổ đi đâu. Bà nói gì chứ. Ba là ba con mà. Vậy con đi nha. À, ba ngủ sớm đi. Con bé đã lớn thật rồi. Văn Cường, sau 4 năm chúng ta không gặp nhau, em đã thay đổi rất nhiều, có phải không? Tiểu Dân ngây thơ của ngày xưa bây giờ đã biến mất. Bây giờ người đứng ở trước mặt anh là cô Phương Diễm Dân, một gái bao hạng sang bậc nhất ở bến Thượng Hải này. Mỗi ngày ra vào những buổi tiệc của giới thượng lưu, cùng với những người được cho là quyền cao chức trọng, được uống rượu nói chuyện xã giao. Cô bé Tiểu Dân trước đây của anh bây giờ đã biến thành một phụ nữ dung tục rồi. Mọi người đều có cách sống của riêng mình. Anh hiểu em mà. Anh hiểu em. Anh hiểu em thật sao? Anh không hiểu em. Tất cả những người khác họ đều nói: cô Phương, cô xinh đẹp lắm, cô sang trọng lắm, cô sung sướng lắm, cái gì của cô cũng tốt. Nhưng trong lòng em biết rất rõ, thật chất không có một người nào tôn trọng em hết. Không có. Họ nói như vậy cũng là tại vì Phùng kính yêu bao em. Em có ngày hôm nay cũng nhờ Phùng kính yêu. Nhưng mà như vậy thì sao? Em cũng chỉ là một gái bao thượng hạng, một gái bao hạng sang không có lòng tự trọng, không có một chút lòng tự trọng nào. Được rồi, đừng nói nữa. Anh đem về nhà. Đó không phải là nhà của em. Đó là căn nhà Phùng kính yêu tặng cho em mà thôi. Đó không phải là nhà của em. Đó là cái giá em có được sau mấy năm vừa rồi. Bến Thượng Hải lớn như vậy, nhưng tại sao em không có gì hết? Không có nhà, không có bạn bè, không có người thân, không có người quan tâm em, không có người yêu em,
không có ai thật lòng tôn trọng em hết. Em không có gì cả, em chỉ là một cái xác không hồn. Anh có biết không, trong lòng của em cảm thấy cô đơn lắm. Em không có gì hết. Em thật sự cô đơn. Văn Cường, tại sao anh không tới tìm em sớm hơn? Tại sao anh không tới tìm em sớm hơn chứ? Tại sao vậy? Đi thôi. Về rồi hả? Dạ. Con sao vậy? Không có gì. Sao mang trở lại nhà vậy? Cậu ấy không nhận à? Không phải, tại bản thân con đổi ý thôi. Có chuyện gì vậy? Không có gì thật mà. Cái thằng đáng chết này. Cô Phương, rót giùm tôi ly nước. Dạ. Em không sao, em tự lên lầu được. Văn Cường, Văn Cường, Văn Cường. Đừng rời khỏi em. Ở Thượng Hải em chỉ có một người thân, đó là anh. Đừng bỏ em. Xui xẻo thiệt. Muốn đập đổ phòng kính yêu, tốn hết bao nhiêu công sức, cuối cùng mình lại bị bắt vô đây, còn phải ăn màn thầu nữa. Anh làm gì vậy hả? Một cái màn thầu ngon lành không ăn đi, ở đây lảm nhảm cả ngày làm gì? Bắt mới gì cho anh hả? Không ăn thì đừng có lãng phí, ông ăn giùm cho. Mày muốn ăn hả? Ý, cái thằng này mày to gan lắm ha. Cọp không ra quay thì mày tưởng là mẹo bị bệnh hay sao? Mày, tao coi mày là con mẹo bệnh đó thì sao? Mày còn chết, chết nó đi. Mày lão lắm. Chết nó đi. 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 Con mẹo bệnh này. Chết nó đi. Chết nè. Lão hả? Chết nè. Mày chết nè. Còn chết nè. Úi da. Còn chết. Con mẹo bệnh này. Mày. Úi da. Đừng cái lại đi. Mày chết hả? Mày chết đi mày. Còn khốn. Đừng mà. Mày. Mày hả? Chết. Mày. Mày cho mày chết nè. Dừng tay lại. Chú cụ. Chú cụ. Chú cụ ơi, tôi sắp bị tụi nó đánh chết rồi chú cụ. Chú cụ. Chú cụ à. Rồi đâu? Đưa ông ấy tới phòng thăm nuôi đi. Dạ.
Tôi xui xẻo thiệt. Đúng là xui xẻo thiệt đó. Đã làm đủ mọi cách nhưng mà chẳng làm gì được người ta. Ngược lại bản thân mình phải vô đây chịu nhục. Kim Đại Trung này ở bến Thượng Hải dù chị cũng được người khác gọi là Kim Gia, mà lại ở chỗ quỷ quái này chỉ vì mấy cái mành thầu mà bị người ta đánh tới đánh lui, còn có ý nghĩa gì chứ hả? Tôi sống để làm cái gì đây? Còn chú cũ ông đây thì vội lấy khoác à? Có bản lĩnh thì đưa tôi đi khỏi đây đi. Có làm được không? Được rồi, Kim Mập à. Coi anh sợ quýnh lên kìa. Không ra làm sao hết. Được rồi, nội trong 3 ngày tôi nhất định đưa anh ra ngoài. Thả tôi ra ngoài? Muốn làm lại không? Đương nhiên muốn rồi. Vậy thì đạp đổ Phùng Kính Nghiêu đi. Đạp đổ Phùng Kính Nghiêu? Bằng cách nào? Tôi đã có kế hoạch rồi. Anh chỉ cần làm theo mà thôi. Tôi có lấy lại Lệ Đô được không? Đừng nói là lấy lại Lệ Đô, mà sẽ làm lớn hơn hồi trước nữa. Thật không? Phùng Kinh Nghiêu, tôi nhất định phải lấy mạng chó của ông. Lần này tôi tới là có chuyện muốn hỏi đây. Mời dùng trà. Đây là loại trà móc câu thượng hạng. Tâm trạng tôi hiện giờ, nói theo cách nói của người Trung Quốc các vị, là chẳng tơ tưởng trà nước gì nữa. Tới giờ tôi vẫn chưa có bằng khoáng đất của nhà máy sợi Liên Sơn. Cho nên tôi mới mời ông tới dùng trà đó. Để ông tĩnh tâm lại. Bằng khoáng đất tôi đã nắm trong tay rồi. Thật không? Vậy thì tốt quá. Năng lực làm việc của ông Phùng quả nhiên thuộc hàng đầu bên Thượng Hải này đó. Tôi rất khâm phục ông. Người ngoại quốc các vị làm việc lúc nào cũng quá nôn nóng. Nôn nóng thì không làm nổi chuyện gì hết. Ông coi tôi đó, im hơi lặng tiếng, vậy mà giải quyết xong chuyện cho ông rồi. Ở đây có 50 vạn. Ông Phùng vất vả rồi. Đây là tiền trà nước cho các anh em. Chút tấm lòng của tôi thôi. Ông Đỗ Bang, tôi đã nói với ông chúng ta là bạn bè. Bạn bè với nhau chỉ nói chữ tính, chứ không nói tới chuyện tiền bạc. Về chức Hoa Đổng ở Cục Công Bộ, xin ông cứ yên tâm. Đỗ Bang tôi đã nói thì sẽ giữ lời. Tốt, vậy là được rồi. Về chuyện bằng khoáng đất tôi phải chịu nhiều lời chửi mắng, cho nên tạm thời cứ để nó ở chỗ tôi trước, không vội đụng tới nó. Tôi sẽ không làm lỡ công trình của ông đâu. Nhưng mà chúng tôi cần phải động thổ gấp lắm. Cho nên mới nói, người Trung Quốc có một câu tục ngữ gọi là sốt ruột thì không nuốt nổi đậu hũ nóng. Ông am hiểu người Trung Quốc, chắc ông cũng biết cách làm việc của người Trung Quốc chứ. Cô Phương à, có khách tới. Cô Phương à. Ông Đỗ Ban. Hoa này tặng cô. Bó hoa đẹp quá, cảm ơn. Đem hoa cắm vô bình đi. Ông Đỗ Ban muốn uống chút gì không? Rượu vang nha. Được, cảm ơn. Cạn ly. Cô Phương à, cô đúng là rất đẹp, rất đoan trang. Với vốn tiếng Trung Quốc mà tôi biết thì không cách nào
diễn tả được sự ái mộ tôi dành cho cô. Ông Đỗ Ban quá khen rồi. Thật ra Trung Quốc có nhiều phụ nữ, họ đều rất xinh đẹp, rất ưu tú. Nếu như ông có dịp làm quen với họ, ông sẽ cảm thấy rất vui. Cô Phương à, tôi yêu em. Em không thể cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em sao? Ông Đỗ Ban, ông nhiệt tình tới như vậy, ai lại không cảm nhận được chứ? Sức quyến rũ của cô Phương đã xuyên qua cả hai châu lục Á Âu, thẳng tiến tới tận nước Pháp rồi đó. Ông Đỗ Ban, ông đừng làm như vậy, tôi buông tay em, ra đi. Cô Phương à, tôi yêu em mà. Ông Đỗ Ban, ông đừng làm như vậy. Tôi nghĩ là ông hiểu lầm rồi. Tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra. Cô Phương à, cô là người phụ nữ như thế nào? Cô tưởng tôi không biết sao? Đâu phải tôi không chịu chi tiền. Số tiền này đủ bao cô một tối chứ? Mời ông đi khỏi nhà tôi. Cô Phương à, nếu cô thấy không đủ, tôi có thể cho thêm mà. Buông ra, đi đi. Tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào không biết điều giống cô đó. Cô Phùng, cô cũng tới đây à? Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Tôi cũng chỉ đi ngang qua đây, nhân tiện vô trong coi thế nào. Đây là nhà của cô, cô muốn tới lúc nào chẳng được. Đây là chuyện đương nhiên mà. Cô Phùng, chắc cô có chút hiểu lầm rồi. Công việc của cô vốn cần xã giao với rất nhiều người. Tôi có hiểu lầm hay không thì cũng không can hệ gì. Cô yên tâm, tôi không phải là hạng người thích đi mách lẻo nói này nói nọ sau lưng người khác đâu. Cô Phùng khoan đi đã. Cô Phùng, ý tôi không phải nói cha của cô. Ý tôi nói là Văn Cường. Cho dù trước đây xảy ra chuyện gì đi nữa, nhưng bây giờ tôi chỉ coi Văn Cường như em trai của tôi. Thời gian đã làm cho hai chúng tôi thay đổi. Bây giờ tôi có cuộc sống riêng của tôi. Tôi không muốn sự có mặt của tôi mà làm cho cô Phùng có hiểu lầm gì đối với Văn Cường. Văn Cường là một người đàn ông tốt. Tôi mong mọi chuyện đều tốt đẹp cho anh ấy. Cô Phùng chào cô.
Đi về nhà. Thôi tôi về nha. Đi thông thả. Chào sư. Cô bạn của tôi, cô có chuyện gì sao? Không phải trong kinh thánh có vậy. Phải tin vào những gì mình nhìn thấy sao? Tôi đã nhìn thấy họ ở bên nhau. Lúc đó trái tim tôi cứ đập liên hồi. Nhưng mà ý của Chúa không phải là bất kể chúng ta nhìn thấy gì đi nữa cũng phải tin đó là bản chất của sự việc. Sự vật trên thế gian được chia ra nhiều loại. Huống hồ cô Phương đó đã đích thân giải thích rõ mọi chuyện với cô rồi. Nhưng làm sao tôi biết? Nhưng làm sao tôi biết được điều cô ta nói với tôi là thật hay là giả chứ? Cô ấy không có lý do phải gạt cô. Nếu cô Phương đó có quan hệ gì với anh Hứa thì cô ấy chắc chắn sẽ không sống theo cách như bây giờ. Tin tôi đi, cô bạn của tôi. Mỗi một người đều có nỗi khổ riêng của mình. Vào lúc này, đàn ông và phụ nữ phải đối xử với nhau như anh em, quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Chắc chắn là cô đã hiểu lầm họ rồi. Cô quên rồi sao? Tôi cũng biết anh Hứa mà. Anh ấy không phải là loại người nói một đường làm một nẻo. Lần nào tới nhà thờ, tôi cũng cảm thấy tâm trạng của mình đặc biệt yên tĩnh. Dù có chuyện gì không vui, cũng có thể tạm thời quên đi. Có chuyện gì sung sướng lắm đi nữa, cũng có thể làm tôi bình tĩnh lại. Tôi thích nhóm ca đoàn, mấy đứa bé với giọng hát trong trẻo. Nghe thấy tiếng hát đó, trong lòng tôi cảm thấy rất thanh thản, rất bình lặng. Nơi mà anh nói đó, chắc là thiên đường đúng không? Nhưng mà tôi cảm thấy trên thế gian này không có Chúa cứu thế. Tôi tin là có. Tôi tin là có thiên đường trên thế gian này. Hơn nữa tôi còn tin mẹ của tôi đang ở chỗ đó nữa. Thật ra tôi thường nghe mẹ tôi nói chuyện với tôi từ chỗ đó. Tình cờ vậy? Đây không phải là đại giám đốc mới nhậm chức của nhà hát lớn Mỹ Hoa, anh Hứa Văn Cường sao? Phó tổng tham trưởng muốn chỉ dạy điều gì? Không dám, không dám. Nếu như tôi không nhìn lầm người thì vị tiểu thơ này chắc là hạt ngọc trên tay của ông chủ Phùng Kinh Nghiêu, là cô Phùng có phải không? Phó tổng tham trưởng, ông cũng hay tới chỗ này cầu nguyện cho mình sao? Coi ra anh Hứa đây đối với phòng tuần bổ chúng tôi chỉ biết một mà không biết hai rồi. Thật ra bảo vệ sự an toàn cho nhà thờ cũng là trách nhiệm của phòng tuần bổ chúng tôi. Ngoài ra, tôi là một tuần bổ, suốt ngày bận rộn với công vụ, phải trái trăng đen, ân oán tình thù, làm cho cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cảm giác mông lung. Cho nên phải tới đất thánh để nghe lời giáo huấn của Chúa, để cho tâm hồn được giải thoát. Amen. Nếu phó tổng tham trưởng không có chuyện gì quan trọng cần chỉ dạy,
thì chúng tôi xin phép đi trước. Đương nhiên, đương nhiên. Xin mời. Trinh Trinh, Dân Cường, tôi là Trình Trình. Tôi có mấy câu muốn nói với anh. Nói xong rồi tôi mới ngủ yên được. Tối nay tôi gọi cho anh mấy cú điện thoại rồi. Cảm ơn anh đã đi nhà thờ với tôi. Tôi muốn nói. Trình Trình à, khuya lắm rồi sao còn chưa đi ngủ? Đi ngủ sớm đi. Sao chứ? Không đi ngủ thì không được gọi điện cho anh sao? Tôi muốn gặp anh, muốn mời anh đi ăn cơm với tôi. Muốn anh dẫn tôi đi coi phim. Tôi không muốn không nhìn thấy anh. Mấy thứ này coi như là lý do tôi tìm anh có được không? Con người này kỳ lạ. Sao em lại uống nhiều vậy? Em chỉ muốn hỏi anh chuyện này thôi. Rốt cuộc là anh thích hay là không thích cô Phùng vậy? Em biết là cô Phùng rất là thích anh. Em còn biết là anh cũng rất thích cô Phùng nữa. Em nhìn vào cặp mắt của anh là em biết liền thôi. Cô Phùng á thì vừa xinh đẹp, lại vừa có văn hóa nữa. Đến lượt này á cũng thích mấy con gái đẹp. Nhưng mà em biết cô Phùng á là người phụ nữ của anh Cường. Em không có xứng đâu. Nhưng mà em không hiểu sao anh á cũng thích cô Phùng như vậy, cô Phùng á thì cũng thích anh tới như vậy. Sao anh cứ né tránh hoài vậy hả? Nam tử hán đại trượng phu, thích một người phụ nữ thì nói với cô ta luôn đi. Sao anh không chịu nói chứ? Còn cô Phương Diễm Vân đó, cô Phương là người phụ nữ của Phùng Kính Nghiêu mà, khắp Thượng Hải ai cũng biết. Khắp Thượng Hải này ai có tiền thì đều có thể ngủ với cô ta hết đó. Mai mốt Đinh Lực này có tiền có thế hả, cũng có thể ngủ chung với cổ luôn. Tôi nói cậu nghe, chỉ cần có Hứa Văn Cường tôi ở đây thì không ai được sỉ nhục Phương Diễm Vân. Anh Cường, em sai rồi. Ông Đỗ Bàn, chúng ta đều là người làm ăn. Trước khi người làm ăn nhìn thấy được lợi ích của mình có được sự bảo đảm đáng tin cậy thì đương nhiên sẽ không móc tiền túi ra. Người Trung Quốc coi trọng chữ tín nhất. Nếu ông có thể cho tôi thấy được lợi ích thật sự thì tôi mới thuyết phục được thương hội của tôi làm ăn với ông. Chuyện làm ăn mà, chắc là ông cũng biết rõ. Ông Đỗ Bàn, tôi nghe nói tổ tiên của ông là người Do Thái. Tôi làm ăn đã mấy chục năm nay rồi, tôi cảm thấy người Do Thái là có uy tín nhất, làm người ta yên tâm nhất. Cho nên tôi tin là ông sẽ không để tôi và thương hội của tôi phải bị thất vọng.
Không ngờ ông Phùng có hứng thú đối với gia tộc của tôi tới như vậy. Người Pháp chúng tôi cũng coi trọng uy tín nhất. Nếu ông Phùng đã không sẵn lòng giúp đỡ đối tác của mình, vậy thì tôi cho rằng chúng tôi có quyền tự do làm ăn với ông, cũng có quyền tự do không làm ăn với ông. Đương nhiên rồi, đương nhiên. Tôi biết rất rõ mà. Người ngoại quốc các ông đề cao tự do nhất mà. Được. À, tạm biệt. Tung tin ra ngoài, nói là bằng khoáng đất đã nằm trong tay của tôi rồi. Dạ, tôi đi lo liệu liền. Ông Đỗ Ban, phó tổng thẩm trưởng phòng tuần bổ, ông Chu Nhuận Cửu muốn gặp ông. Không gặp. Ông ấy có nói tới thứ ông muốn có, bằng khoáng đất nhà máy sợi Liên Sơn. Kêu hắn vô đây. Dạ. Mời. Ông Đỗ Ban, ngồi đi. Cảm ơn. Chúng ta nói thẳng với nhau, tâm trạng của tôi đang không vui. Ông có cái gì có thể cho tôi? Và ông cần cái gì? Ông Đỗ Ban, theo phán đoán của tôi, toàn bộ câu chuyện này là như vậy. Ông nhờ Phùng Kinh Nghiêu mua nhà máy của Trần Liên Sơn giùm ông. Phùng Kinh Nghiêu giấu ông ký hợp đồng lấy được bằng khoáng đất của nhà máy, sau đó lại lấy bằng khoáng đất ra uy hiếp ông để ông có được chức vụ hòa đồng. Điều mà tôi muốn nói với ông là, với tính tình của Phùng Kinh Nghiêu, hắn tuyệt đối không thả chim ưng nếu như không nhìn thấy. Đừng nói câu đó nữa. Tôi ghét tiếng Trung Quốc của các người có câu ngạn ngữ như vậy. Được rồi, vậy để tôi đổi một câu ngạn ngữ khác, chắc chắn ông sẽ thích. Câu này chính là: vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ý ông muốn nói ông chính là móng tay, còn Phùng Kính Nghiêu là vỏ quýt à? Ông Đỗ Ban thông minh thật. Đúng vậy, ý của tôi là như vậy đó. Ông cứ nói ra nghe thử xem. Ông Đỗ Ban, toàn bộ chuyện này cứ giao tôi làm, chỉ cần ông làm hậu thuẫn cho tôi mà thôi. Đơn giản vậy thôi sao? Ông đánh giá Phùng Kính Nghiêu quá thấp rồi đó. Ông Đỗ Ban, có lẽ ông đã đánh giá Phùng Kính Nghiêu quá cao rồi. Thật ra chỉ đơn giản vậy thôi. Hơn nữa tôi bảo đảm hắn sẽ phải chịu thiệt không ít đó. Tôi dựa vào đâu mà tin ông? Giờ tôi đánh giá uy tín của người Trung Quốc rất thấp. Một lần bị rắn cắn, ngàn năm sợ sợi dây thừng. Thì ra vốn thành ngữ Trung Quốc của ông Đỗ Ban đây lại phong phú như vậy. Thẳng thắn mà nói, tôi cũng vì chuyện của mình thôi. Tôi có thù với Phùng Kinh Nghiêu, hắn bắt tôi chịu khổ, tôi cũng phải dài dò lại hắn ta mới được. Được, tôi sẽ tạm tin ông. Vậy ông cần tôi làm gì? Bước đầu tiên, ông phải giúp tôi cứu một người ra khỏi tù trước đã. Chỉ cần như vậy thì tôi bảo đảm không quá 7 ngày, bằng khoáng đất mà ông cần chắc chắn sẽ xuất hiện ngay trước mặt ông. Mà tổng thẩm trưởng, đưa lệnh tha Kim Đại Trung ra đây cho tôi coi. Dạ, là ở đây. Nói máy với Phùng Giang. Alo,
Chú Tường hả? Có chuyện gì vậy? Cấp trên có lệnh xuống, kêu tôi phải thả Kim Đại Trung ra. Thả? Đúng vậy. Sao có thể thả hắn được? Đành chịu thôi. Tôi cũng biết chuyện này do Tinh Cửu giở trò. Chú Cửu à? Phải rồi. Vậy thôi cứ thả đi. Rồi cứ vậy nha. Được rồi, chào chú. Nè, tiền mặt. Đồng hồ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn nữa, ở đây còn có tiền nữa. Cảm ơn. Ký tên vô đi. Được, được, được. Nè, đưa ông đi. Tạm biệt hả? Ông Cửu hả? Mà tổng tham trưởng. Ông thì giỏi rồi. Bây giờ chỉ vì một thằng dở hơn như thằng Kim Mập mà giờ tụi Tây ra mặt luôn. Xem ra thì mấy bữa nữa thôi chắc ông sẽ trở thành trùm ở cái phòng tuần bổ này rồi. Không hả? Dám, không dám. Tôi đâu có thương hội nào che chở cho tôi. Nếu không có ông cất nhắc tôi thì bây giờ tôi chỉ là một thằng sống tạm bợ ở bên Thượng Hải này thôi. Chiếc ghế lớn nhất ở phòng tuần bổ này đương nhiên phải dành cho ông ngồi rồi.